Kính thưa quý vị, cây đàn Stradivarius bất ngờ tái xuất sau 35 năm bị mất cấp, tin từ New York, New York. Chính quyền Hoa Kỳ đã chính thức trả lại một cây đàn vĩ cầm hiệu Stradivarius cho gia đình khẩu chủ là nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng Roman Totenberg, người vừa qua đời vào năm 2012 ở tuổi 101. Cây đàn được nghệ nhân Antonio Stradivari làm ở Ý hồi năm 1734. Tại một buổi họp báo, con gái của Totenberg là Nina Totenberg cho biết, cây đàn vĩ cầm của cha bà đã tái xuất trong tháng 6 này khi một người phụ nữ đưa nó đến thẩm định ở New York. Chuyên gia thẩm định đã lập tức liên lạc với cơ quan chức năng. Hóa ra, người phụ nữ đó là vợ cũ của Philip S. Johnson, nhân vật mới qua đời ở California hồi năm 2011. Bà Nina nói rằng, vào thời điểm xảy ra vụ mất cắp cây đàn, Johnson vẫn là một nghệ sĩ vĩ cầm trẻ, tham vọng và thường quanh quẩn ở văn phòng của cha mình. Johnson đã bị đưa vào diện tình nghi, nhưng do thiếu chứng cứ, cảnh sát đã không thể buộc tội ông ta. Là một thần đồng âm nhạc ở Ba Lan, Totenberg mua cây đàn Stradivarius hồi năm 1943. Trong suốt chiều dài sự nghiệp, ông chỉ trình diễn cùng cây đàn này, cho đến khi nó bị đánh cắp. Vợ cũ của Johnson sẽ không bị khởi tố. Gia đình hiện đang có kế hoạch bán cây đàn cho một nghệ sĩ nổi tiếng khác, để tiếng đàn lại được ngân vang trong các thính phòng hòa nhạc.